dính biệt con trai đức đô ơi cánh bình đọc mất thật rồi phải không đức đô ơi mẹ cứ tưởng con đang ngồi cạnh mẹ tội tình chi con bỏ mẹ đi nhanh thế không một lời chăn trối hả con trai Tồn thân con tâm tim cả hình hài chết tức tưởi ông trời ơi có thâu tuổi thanh xuân tâm hồn đang nung nấu tình nguyện lên đường để bảo vệ quê hương xa cha mẹ nơi tổ ấm thân thương bỏ những buổi cơm gia đình đoàn tụ chỗ con thường ngồi ăn vẫn còn đó chiếc ghế buồn lặng lẽ nếp dưới chân giường còn kia con vẫn nằm đây cái áo gối nhỏ tấm chẳng hơi ấm chiếc bàn chải và khăn trong nhà tâm chờ con về mang hơi ấm yêu thương áo trắng học trò con mặt gốc phẳng phiêu gốc học tập cô liêu như khép lại kể từ đây mẹ xa con mãi mãi biết bao giờ gặp lại bóng hình con buổi lên đường con ôm mẹ chặt hơn giọt nước mắt đầm dài ao linh đêm hôm đó mái nhà buồn yên tĩnh vì thiếu đi một tiếng nói giọng cười cơm dọn ra bỗng nhiên thiếu một người em hỏi mẹ anh mô rồi hỏi mẹ mẹ nghẹn ngào trả lời em khe khe nước mắt hai dòng mẹ rơi xuống bát cơm anh lên đường giết giặc bảo vệ dân mai đất nước bình yên về con bên mẹ ngày hôm trước con đang còn mạnh khỏe gọi điện về hỏi mẹ hỏi các em hỏi cha con bữa dài có khỏe không mẹ yên tâm đừng buồn nhiều mẹ nhé hết nghĩa vụ con về bên cạnh mẹ sẽ đền ơn đáp nghĩa đức cù lao nhưng ngờ đâu ai đã lấy con dao chặt lìa cành mầm non đang trồi dày chiều hôm qua lúc nghe điện thoại trên bao về con tắc cổ tinh không Chạy đến nơi mở khuôn mặt ra xem Mẹ giật mình đứng tim rồi ngắt siêu vết tim sưng bầm đầy trên khuôn mặt Và người con lặng dây trôi hẳn sâu Trước khi đi chắc con sẽ rất đau và cất lên những tiếng kêu thảm thiết cứu con dưới cha mẹ ơi sắp chết rồi chìm dần vào giấc ngủ thiên thu đức đô ơi con mất thật rồi ư tình dậy đi con mau về với Ngài lên đường con còn mạnh khỏe Khi trở về cái xác không hồn Cả sớm làng gạt nước mắt tiếng con Mẹ ôm hồn rồi ngất lên ngất xuống Cha đau khổ như người điên quan tưởng các em thơ giật dạ khóc anh ơi Đức Đô ơi con ở mô rồi Hãy yên liêng bao mộng về cho mẹ Để pháp luật sớm tìm ra những kẻ Đứng sau lưng cái chết của con tôi Lời cuối cùng mẹ không biết nói gì hơn Hãy yên nghỉ quan hồn con nhé Cánh chim non đã lìa xa bố mẹ Sống cũng không bằng chết con ơi Ôi trời đau mau trả lại con tôi không có vật làm sao mà phải chết nguồn cặp đi ai gì Đà phật khánh bình xin chia buồn cùng gia đình em đô